Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ đến với mẫu móc bông hoa. Ở đây các bạn sẽ sử dụng cho mình kim móc là 20 và cuộn len mil như thế này. Đầu tiên các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi bính. Tiếp đến là móc vào vòng tròn cho mình là 6 mũi đơn. Mũi đơn đầu tiên, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba. Bông hoa này các bạn có thể sử dụng để làm trang trí, hoặc là các bạn sẽ đính lên trên những chiếc kẹp, hoặc các bạn có thể gắn móc khóa vào để làm những chiếc móc khóa xinh xắn nha. Các bạn có thể tăng size của cái bông hoa này lên bằng cách là các bạn sử dụng len nhung hoặc cái len to hơn để các bạn làm. Cách làm thì cũng sẽ tương tự như video mình đang hướng dẫn. Rồi bây giờ các bạn sẽ thực hiện một mũi kết để lên cho mình hàng thứ hai. Hàng thứ hai này các bạn sẽ móc cho mình là 6 V. Mũi V tức là hai mũi đơn chung chân nha. Rồi bây giờ bắt đầu mũi V đầu tiên. Các bạn sẽ đâm kim xuống ngay vị trí lúc nãy chúng ta vừa thực hiện mũi kết đó các bạn. Và các bạn sẽ móc qua cho mình một mũi đơn. Tiếp đến mũi đơn thứ hai chung chân. Rồi sau khi đã được một mũi chữ V, các bạn sẽ qua chân tiếp theo móc cho mình mũi chữ V thứ hai. Sau khi móc xong 6 mũi chữ V này thì các bạn sẽ thực hiện mũi kết để lên cho mình cái phần cánh hoa. Thì ở đây các bạn sẽ đổi màu len để lên cho mình mũi kết nha. Các bạn sẽ kéo len qua như thế này. Sau đó tiếp tục các bạn kéo thêm lần nữa. Các bạn sẽ luồn len qua. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt đầu với phần cánh hoa. Thì cánh hoa các bạn sẽ móc cho mình là 6 cánh. Đầu tiên các bạn móc lên cho mình là 2 mũi bính. Tiếp đến các bạn sẽ đâm kim vào vị trí chân bính tiếp theo, móc cho mình là 2 mũi kép đôi. Đây là một mũi kép đôi rồi. Mũi kép đôi thứ hai. Tiếp tục qua chân tiếp theo móc cho mình hai mũi kép đôi chung chân luôn. Mũi kép đôi đầu tiên. Phần xếp móc mình có đính kèm bên trong video, các bạn có thể xem để tham khảo làm cho nhanh nha. Rồi sau khi móc xong hai mũi V E thì các bạn sẽ móc lên cho mình là 3 mũi bính. Sau đó các bạn thực hiện một mũi kết ngay vị trí chân bính tiếp theo. Rồi tiếp đến các bạn sẽ cũng lên cho mình là 3 mũi bính như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ lặp lại quy trình làm cánh hoa nha. Cứ 3 mũi bính, rồi đến 2 mũi VE và cuối cùng là 3 mũi bính. Bây giờ mũi VE đầu tiên các bạn sẽ đâm kim cùng với vị trí mà nãy chúng ta lên 3 bính nha các bạn. Quy trình này sẽ lặp lại 6 lần thì các bạn đã hoàn thành xong cánh hoa này rồi. Tiếp tục mũi VE thứ hai nè. Rồi đây, sau khi đã thực hiện xong 3 mũi bính thì các bạn sẽ thực hiện một mũi kết ngay vị trí mà chúng ta lên mũi bính đầu tiên ở đây. Rồi các bạn sẽ kéo dây qua. Tiếp đến các bạn sẽ cắt phần dây dư vừa luồn nó vào bên trong phần chúng ta đã làm. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong một chiếc hoa với 6 cánh như thế này. Các bạn có thể sử dụng cái phần ghim các bạn gắn ở phía dưới để các bạn làm cái ghim sticker cũng được nha các bạn. Vậy là video của chúng mình ở đây cũng đã kết thúc rồi nè. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào.
mà còn sản phẩm nào muốn làm nữa thì để lại bình luận bên phía dưới nhé, để chúng mình có thể hỗ trợ cho các bạn. Bye bye.